Hân hạnh chào đón quý vị đến với trường Đấng Christ. Đây là loạt bài hội thánh, bài học số 10 với tựa đề Củng cố luật pháp của Đức Chúa Trời. Tin lành Luca đoạn 22 câu 29 kể lại câu chuyện Chúa Giêsu với những người sẽ đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo hội thánh. Ngài phán: "Ta ban nước trời cho các ngươi cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy." Trong bài học trước đây chúng ta đã xác định rằng điều kiện để có sự phấn hưng hay có những phong trào quần chúng rộng lớn là sự không hài lòng. Nhưng bản thân sự không hài lòng mà thôi thì chưa đủ để tạo nên mong ước thay đổi. Cần phải có những yếu tố khác nữa trước khi sự không hài lòng biến thành nỗ lực để thay đổi. Tôi muốn đề cập đến một trong những yếu tố đó với các bạn, và đó là ý thức về quyền phép. Sự kiện các bạn có mặt trong lớp học này chứng tỏ rằng các bạn không hài lòng với những điều đang diễn ra trong hội thánh nói chung. Các bạn đã nhận thấy rằng có những điều không đúng. Khi tôi đọc sách công vụ, các sứ đồ, tôi đã tự hỏi với chính mình rằng chúng ta không đạt được 1/10 những điều gì mà hội thánh đầu tiên đã có. Tôi thực sự cảm thấy không hài lòng. Không phải là không hài lòng về Đấng Christ, về Kinh Thánh hay về bản chất của hội thánh trong chương trình của Chúa, nhưng không hài lòng với những gì hiện đang xảy ra trong hội thánh. Tôi đã cảm thấy không hài lòng, nhưng còn phải có những yếu tố khác nữa trước khi sự không hài lòng đem lại những thay đổi. Còn phải có ý thức rõ ràng về quyền năng. Những người e sợ dư luận chung quanh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến sự thay đổi. Những người bị ràng buộc bởi những luật lệ tôn giáo cũng không dám làm khác với những gì hiện đang có. Tôi muốn nhắc các bạn nhớ rằng, trong lịch sử tất cả những cuộc phấn hưng vĩ đại đều đã xảy ra là do những con người dám làm khác với những gì hiện đang có. Những người luôn sợ hãi dư luận sẽ không bao giờ được Đức Chúa Trời đại dụng. Những người đã làm nên những sự thay đổi vĩ đại thường là những người cảm nhận một quyền năng vĩ đại thúc giục họ và họ không chống lại được. Điều này luôn luôn đúng với mọi phong trào quần chúng trong hội thánh cũng như trong xã hội. Khi bắt đầu phong trào Nazi, Hitler đã tin rằng ông ta đang ở dưới một quyền lực mà ông không chống lại được. Điều đó cũng đúng với Lenin khi ông khởi xướng phong trào cộng sản. Cần phải có ý thức về quyền lực như vậy trước khi người ta có thể khởi đầu những sự thay đổi. Trong Luca đoạn 10 câu 19, lời Chúa phán rằng: "Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được." Đây là lời Chúa Giêsu hứa cho hội thánh của Ngài, và hội thánh đó là điều mà các bạn và tôi được kêu gọi để xây dựng cũng như để phục hồi lại tình trạng ban đầu của hội thánh. Không còn nghi ngờ gì nữa, hội thánh đã được ban cho quyền phép cần thiết để đem lại sự thay đổi. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn chưa chiếm được đất đã hứa cho? Người ta có thể nghĩ rằng có được quyền phép là có được tất cả những gì cần thiết. Ta ban cho các ngươi mọi quyền phép để thắng hơn kẻ thù. Không phải là các bạn đã ở lại thành Jerusalem cho tới khi được nhận lấy quyền phép từ trên cao chăng? Các bạn sẽ nhận được quyền phép khi Đức Thánh Linh giáng trên các bạn. Các bạn sẽ nhận được quyền phép. Vậy tại sao chúng ta vẫn chưa chiếm được đất hứa? Có lẽ bạn nghĩ rằng có quyền phép là có tất cả những gì cần thiết. Nhưng không nhất thiết là như vậy. Người có quyền năng cũng có thể nhát sợ như kẻ không có quyền năng. Điều quan trọng hơn việc có quyền phép ấy là đức tin vào Chúa. Chúng ta cần phải tin rằng chúng ta có câu trả lời cho vấn đề và rằng chúng ta có thể thay đổi thời cuộc. Chúa Giêsu đã phán với hội thánh của Ngài trong Luca đoạn 22 câu 29: "Ta ban cho các ngươi nước trời cũng như Cha đã ban cho ta." Điều Chúa Giêsu muốn nói ở đây là Ngài muốn chiếm lấy nước trời mà Cha đã ban cho Ngài, và hội thánh cũng phải chiếm lấy nước trời. "Ta ban cho các ngươi quyền phép để giày đạp mọi kẻ thù." "Ta ban cho các ngươi nước trời cũng như Cha ta ban cho ta." Các bạn phải giành lấy nước trời. Thiên đàng đang bị hãm ép vì là kẻ hãm ép đó chiếm lấy. Nước trời mà Đức Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu là nước trời mà Chúa Giêsu ban cho hội thánh, là một và hoàn toàn giống nhau. Khi Chúa Giêsu thiết lập nước trời và Ngài nhận từ Cha Ngài, thì xác định rõ ranh giới rõ ràng và tuyên bố rằng tội lỗi, sự sợ hãi, ma quỷ và sự vô tín sẽ không có chỗ trong nước của Ngài. Kinh Thánh đã chép về Chúa Giêsu rằng Ngài đến là để hủy diệt công việc của ma quỷ. Chúng ta cũng đã xác định rõ rằng chúng ta sẽ bước đi trong thế gian như Ngài đã bước đi trong thế gian.
Điều đó có nghĩa là Ngài sống thế nào thì chúng ta cũng sống thế ấy. Ngài đã theo đuổi mục tiêu thì chúng ta cũng theo đuổi mục tiêu đó. Chức vụ của Ngài thế nào thì chức vụ của chúng ta cũng thế ấy. Và chúng ta cũng hiện diện trên đất này là để hủy diệt công việc của ma quỷ. Để củng cố những gì Ngài đã chiến thắng tại Gô-gô-tha, Chúa Giê-xu đã đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha trong Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 7. Tôi nhắc lại một lần nữa, văn đoạn 20 câu 21. Như Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Theo như điều Chúa Giê-xu phán thì chức vụ của các bạn cũng là chức vụ của tôi, và đó là làm theo ý muốn của Chúa Cha. Các bạn phải liên hệ những câu kinh thánh này với nhau. Như Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Và ta ban cho các ngươi nước trời như Cha ta đã ban cho ta. Và các bạn sẽ hiểu được mục đích của đời sống chúng ta. Tôi xin bày tỏ rõ thêm. Đó là Ngài đã đến để hủy diệt công việc của ma quỷ, tức là bẻ gãy xiềng xích của địa ngục. Chúa Giê-xu đã thực sự hủy diệt công việc của ma quỷ. Ngài đã chà đạp Sa-tan tại đồi Gô-gô-tha, Cô-lô-se đoạn 2 câu 15. Tuy nhiên hội thánh trong mọi thời đại cần phải củng cố chiến thắng này. Chúa Giê-xu phán, ta ban cho các ngươi nước trời. Ngài không nói về một vương quốc nào khác. Đây chính là vương quốc của Đức Chúa Trời. Hội thánh phải chiếm hữu lấy điều đã được ban cho hội thánh. Qua quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải cai trị vương quốc đó. Dĩ nhiên, chúng ta không thể xiềng xích ma quỷ trong địa ngục. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể làm điều đó. Tuy nhiên, tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng ta có thể xua đuổi ma quỷ ra khỏi gia đình chúng ta, khỏi hội thánh chúng ta. Chúa Giê-xu đã xác định ranh giới của vương quốc và Ngài truyền cho ma quỷ không được vi phạm ranh giới đó. Chúa Giê-xu có thể quăng ma quỷ vào địa ngục bất cứ lúc nào nếu Ngài muốn. Ngài có thể làm điều đó ngay bây giờ. Tuy nhiên, ma quỷ còn phải đóng vai trò của nó trong chương trình trường cứu của Chúa Trời. Chúng ta cần phải xác lập ranh giới của nước trời. Chúng ta cần phải cai trị trên vương quốc này. Ma quỷ, sự sợ hãi và bệnh tật sẽ không có chỗ trong vương quốc đó. Chỗ của ma quỷ đã bị dày đặc dưới chân chúng ta và không có chỗ nào khác. Đức Chúa Trời đã giao cho hội thánh xác định ranh giới của nước trời. Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng Ngài đến để xua đuổi ma quỷ. Ngài không nhường cho ma quỷ một chỗ đứng nào. Chúa Giê-xu không hề nói với ma quỷ rằng Ngài hành động ở chỗ này và nó có quyền hành động ở chỗ khác. Không hề có sự thỏa thuận như vậy. Không hề có sự chia phần như vậy. Ngài tuyên bố với ma quỷ rằng Ngài đến để thống trị tất cả. Trái đất và mọi sự trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-xu đã đến trong thế giới chống nghịch này để bày tỏ quyền phép của Đức Chúa Trời và để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc mà Cha đã ban cho Ngài. Cuộc đánh chiến này đã khởi đầu ngay từ khi Ngài giáng sinh. Và cuộc chiến đó tiếp diễn cho đến bây giờ. Khi chúng ta nói đến trận chiến thuộc linh thì không phải chúng ta đang nói về chuyện tưởng tượng. Chúng ta đang thực sự chiến đấu với kẻ thù. Ma quỷ đang cố gắng để chống lại mục đích của Đức Chúa Trời. Ma quỷ đang hành động để ngăn chặn chúng ta chiếm lĩnh vương quốc của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô viết, tôi đã đánh cùng các loài thú ở Ê-phê-sô. Ông đã chiến thắng ma quỷ và đã thiết lập một trong những hội thánh vĩ đại nhất của mọi thời đại. Chúa Giê-xu đã tuyên bố rõ ràng một cơ đốc nhân không thể nào bị quy án. Đó là sự dối trá của địa ngục. Chúa Giê-xu không hề xin một ân huệ nào. Ngài đã đến để chiếm lấy những sự gì thuộc về Ngài. Bất cứ nơi nào Chúa Giê-xu đặt chân đến, ma quỷ kêu lên. Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 29. Khi Chúa Giê-xu bước vào trần gian và chiến đấu vì chính nghĩa của nước trời, mà quyền lực của ma quỷ kêu la lên rằng, đây là giang sơn của ta. Chúa Giê-xu đáp lại, trái đất và những điều ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Đã có một cuộc tranh chiến, và trong cuộc tranh chiến này không chỗ cho kẻ hèn nhát. Hầu như một mình sứ đồ Phao-lô đã truyền bá phúc âm trong suốt một khu vực có đường kính gần 3.000 cây số. Và không hề có phương tiện in ấn, truyền hình, truyền thanh hay xe cộ hay máy bay. Nhưng sứ đồ Phao-lô đã thành công trong việc thiết lập hội thánh khắp miền Tiểu Á và dọc theo con đường huyết mạch của châu Âu. Sứ đồ Phao-lô đã ghé lại các thành phố và ở đó trong một thời gian để giảng dạy về nước của Đức Chúa Trời. Việc rao giảng nước trời chính là cách sứ đồ Phao-lô tuyên bố cho ma quỷ biết rằng ông đã đến để giành lại điều Adam đã đánh mất. Đây cũng là công việc các bạn và tôi phải làm. Chúng ta cần phải bước ra chiến đấu chống lại ma quỷ. Chúng ta sẽ đắc thắng hơn bội phần trong danh của Chúa Giê-xu.
Ta ban cho các ngươi quyền năng chiến thắng mọi kẻ thù. Tuy nhiên ma quỷ không bao giờ tự rút lui, chính bạn phải truyền lệnh cho nó rút lui. Chúng ta cần phải thiết lập vương quốc vốn thuộc về chúng ta. Chúng ta phải rao giảng, phải tuyên bố phúc âm, phải hành động và phải làm thế nào để ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất. Ý muốn của Đức Chúa Trời chính là thiết lập vương quốc của Ngài. Tình trạng thế giới ngày nay cũng không khác hơn gì thời đại của sứ đồ Phao-lô. Thời đại của ma quỷ vẫn không hề thay đổi. Nó luôn tìm cách khiến các bạn và tôi hòa nhập với thế gian. Đó chính là hoạt động thường xuyên của nó. Chúng ta phải đứng vững chống lại điều này. Điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là xây dựng lại bàn thờ, là nơi chúng ta sẽ gặp gỡ Đức Chúa Trời. Chính tại nơi đó cuộc chiến sẽ diễn ra. Chính tại nơi thập tự giá, tại bàn thờ mà chúng ta có thể nắm lấy Chúa. Trước khi chúng ta ra đi chiến đấu với ma quỷ, chúng ta cần phải phủ phục trước mặt Chúa và trông đợi Ngài. Chính ở nơi đó chúng ta sẽ nhận được sự đắc thắng. Những điều khác thì là kết quả của sự đắc thắng chúng ta đã nhận được tại bàn thờ. Sự thực là ma quỷ đã bị đánh bại tại đồi Gô-gô-tha. Đó là một cuộc chiến tranh tâm lý. Nỗ lực của ma quỷ là nhằm khiến chúng ta khiếp sợ. Nếu các bạn không đến trước bàn thờ của Chúa, nếu các bạn không trông đợi Chúa, thì cũng giống như đầy tớ của tiên tri Eli, các bạn sẽ tưởng rằng những kẻ chống lại các bạn mạnh mẽ hơn lực lượng đang ủng hộ các bạn. Nhưng nếu các bạn có sự tương giao với Chúa, thì các bạn sẽ được mở mắt và nhìn thấy rằng những kẻ đứng về phía bạn sẽ mạnh mẽ hơn thế lực chống lại bạn. Chừng nào tôi tớ của Eli còn để mắt nhìn vào đội quân Assyri và thấy rằng họ chỉ có hai người đứng trước đạo quân đó, thì tiên tri Eli không có cách nào để bảo người tôi tớ đó đừng khiếp sợ. Chỉ có kẻ điên mới không khiếp sợ khi biết lực lượng của kẻ thù đông gấp trăm ngàn lần với mình. Nhưng người của Đức Chúa Trời thì không như vậy. Khi tôi tớ Chúa được mở mắt và nhìn thấy những kẻ đứng về phía mình thì mạnh mẽ hơn những thế lực chống lại, thì tôi tới Chúa sẽ sẵn sàng đối diện với cuộc chiến. Nếu chúng ta lập lại bàn thờ vào trong đời Chúa, thì chúng ta sẽ được nhìn thấy vinh quang Chúa và chúng ta sẽ đắc thắng mọi sự sợ hãi. Những ai đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài đã đón hay ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Các bạn còn phải đến với Chúa và trong đời Ngài, hầu như những sự thực về Đức Chúa Trời sẽ trở nên tươi mới mỗi ngày trong cuộc đời của các bạn. Và khi đó những hoàn cảnh chung quanh cũng như sự chống phá của ma quỷ sẽ không to lớn hơn mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ma quỷ muốn cám dỗ chúng ta chú ý đến hoàn cảnh chung quanh thay vì chú ý đến Chúa, và ma quỷ đã thành công ở điểm này. Hội thánh đã đánh mất khả năng chống chọi với ma quỷ. Chúng ta cần phải được nhắc lại lời của Chúa Giêsu phán trong Luca đoạn 10 câu 19: "Ta ban cho các ngươi quyền năng thắng hơn mọi sức lực của ma quỷ." Sứ đồ Phao-lô đã chiến đấu chống lại các thú dữ tại Ê-phê-sô. Ông đã chiến đấu chống lại ma quỷ, thế lực mạnh mẽ, cầm hãm dân cư của các thành thị mà Phao-lô đã ghé lại. Không khác gì hơn, đó là ma quỷ. Phao-lô đã xông vào lãnh thổ của ma quỷ và nó đã chống cự lại. Còn ngày nay, Hội Thánh đang tháo chạy khỏi trận chiến thuộc linh và tìm nơi sống an nhàn. Hội Thánh đang cố gắng vạch ra một lằn ranh giới, đình chiến với ma quỷ. Chúng ta có thể nghe nhiều bài thánh ca về cuộc chiến thuộc linh và đọc nhiều sách vở viết về cuộc chiến thuộc linh, nhưng hãy thử xem Hội Thánh đang rút lui khỏi chiến trường như thế nào. Chúng ta đã rút lui đến những vùng yên ổn, chúng ta dựng lên một hàng rào để củng cố sự an ninh của mình. Thật là đáng buồn khi chúng ta hát về chiến trận thuộc linh nhưng không bao giờ xông ra chiến đấu. Khi Đức Chúa Trời sai Phao-lô đến thành Cô-rinh-tô, Ngài đã truyền cho ông hai điều. Thứ nhất, đừng sợ. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo một người đừng sợ hãi nếu như không có điều gì có thể gây sợ hãi cho người đó. Thành phố Cô-rinh-tô là một trong những thành phố nhiều tội ác nhất trong thời kỳ đó. Và Đức Chúa Trời đã sai Phao-lô đến truyền giảng phúc âm tại đó với mạng lệnh, đừng sợ. Điều Chúa muốn nói với sứ đồ Phao-lô là, ta biết đó là đồn lũy vững chắc của ma quỷ, nhưng ta ban cho ngươi quyền phép thắng hơn ma quỷ. Điều thứ hai Đức Chúa Trời muốn phán với sứ đồ Phao-lô là, ta có nhiều người trong thành này, ta có nhiều người ở đó, nhưng ta cần một người bước vào lãnh thổ của ma quỷ để giải phóng những kẻ bị cầm tù. Ma quỷ phải bị trói buộc lại. Nếu không có người dám bước vào lãnh địa của ma quỷ, thì nhiều người sẽ không được cứu rỗi. Ngày nay, Hội Thánh dường như muốn xây lên các bức tường và dán lên đó những bảng thông báo nói rằng, nếu các bạn muốn biết về Đức Chúa Trời và muốn được giải thoát các bạn, hãy bước ra khỏi chỗ các bạn và chúng tôi sẽ trình bày phúc âm cho các bạn.
Nhưng Đức Chúa Trời không truyền lệnh cho sứ đồ Phao-lô như vậy. Ngài truyền cho ông phải bước vào bên trong. Hội thánh ngày nay dường như đang tận hưởng những tiện nghi thoải mái, tránh xa khỏi mọi khó khăn và từ đó nói với những kẻ còn đang bị đàn áp trong lãnh thổ của ma quỷ là hãy bước ra khỏi chỗ của họ và đi đến với hội thánh. Để chúng ta muốn giải thoát những kẻ bị quỷ ám, thì chúng ta phải truyền lệnh cho ma quỷ. Đó chính là bổn phận của các bạn, của hội thánh, của chúng ta. Những người đang bị trói buộc bởi quyền lực của ma quỷ, bởi ma túy, bởi dục vọng, bởi tham vọng, không thể dùng ý chí tự do của mình để đến với Chúa. Bạn không thể nói về ý chí tự do với một người đang chích ma túy vào trong máu của mình. Chỉ có những người được tái sanh mới hiểu ý chí tự do là gì. Những người đó có thể chọn lựa giữa đúng và sai. Còn những người đang bị ma quỷ thống trị thì không thể hiểu điều đó. Thần của đời này đã khiến cho mắt của những người bị hư mất, mù lòa. Chúa Giê-xu phán đối với những người đang hư mất thì ma quỷ chính là cha của họ. Để chúng ta chỉ tổ chức trường Chủ nhật và cầu nguyện để phấn hưng thì chưa đủ. Quyền lực ma quỷ cần phải được trói buộc. Chúng ta cần phải bước vào tận sào huyệt của ma quỷ và ra lệnh giải thoát cho con cái Chúa. Hội thánh chính là công cụ của Đức Chúa Trời. Hội thánh phải trói buộc ma quỷ lại. Quyền lực tối tăm trói buộc linh hồn con người ở địa phương chúng ta đang sống không thể khiến chúng ta sợ hãi. Chúng ta phải đứng dậy chống cự lại nó trong danh Chúa Giê-xu. Những kẻ mạnh dạn sẽ chiếm được nước trời. Không có chỗ cho những kẻ hèn nhát. Chỗ của những kẻ hèn nhát là địa ngục. Thư Cô-lô-se đoạn 1 câu 13 chép trước khi được cứu chúng ta làm nô lệ cho ma quỷ. Và khi Chúa đến giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, để sự cứu rỗi của Chúa đến với mọi người, chúng ta cần đánh bại ma quỷ trước. Nếu chúng ta muốn hủy phá thế lực của ma quỷ, chúng ta phải trói buộc ma quỷ. Cái thù nguy hiểm nhất của đức tin đó là những điều nhìn thấy được. Người ta không có đức tin là bởi vì châm vào những điều nhìn thấy được. Chiến lược của ma quỷ khiến hội thánh sợ hãi được thấy rõ trong sách Công vụ các sứ đồ. Đoạn 3, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng chữa lành cho người què. Phi-e-rơ đã truyền giảng phúc âm và 5.000 người được cứu. Ma quỷ đã lợi dụng các thế lực tôn giáo để hăm dò các sứ đồ và truyền cho họ không được rao giảng phúc âm. Nhưng họ đã trả lời rằng, chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta. Sau đó, họ đến nhóm lại cầu nguyện với hội thánh. Họ không cần cầu nguyện để xin quyền năng vì họ đã có quyền năng rồi. Họ cầu xin Chúa ban cho họ sự dạn dĩ. Rồi sau buổi cầu nguyện, họ lại rao giảng phúc âm ngoài đường phố. Rồi họ bị nhốt trong tù, nhưng tiên sứ đã mở cửa tù cho họ. Những lãnh đạo người Do Thái sai lính đi kiếm họ, nhưng phòng giam của họ trống không, cửa vẫn đóng, lính canh vẫn gác. Lần này, họ không giảng phúc âm ngoài đường, họ giảng phúc âm trong đền thờ. Những kẻ mạnh dạn sẽ chiếm được nước trời. Cuộc chiến tranh cứ tiếp diễn, sẽ có những người phải chịu tuần đạo như Ê-tiên. Nhưng sau cùng, ma quỷ sẽ bị quăng xuống địa ngục. Hội thánh sẽ ngồi trên ngai và cả vũ trụ sẽ thuộc về Chúa. Nếu các bạn cầu xin sự thương xót từ ma quỷ, thì các bạn sẽ không bao giờ có được. Không điều gì tốt xuất phát từ ma quỷ cả. Đức Chúa Trời đã ban quyền năng cho hội thánh. Hội thánh cần phải mạnh mẽ đứng dậy và tuyên bố với ma quỷ rằng nó phải lùi bước. Cũng giống như Samga đã dùng cây đót bò giết chết 600 người Philippines. Dân tộc của Samga đã bị người Philippines cai trị và ngày đó ông đã đứng dậy và tuyên bố với người Philippines rằng họ phải dừng bước. Đây là câu chuyện mục sư Whistlesworth và người phụ nữ có chồng bị quỷ ám. Người phụ nữ kể cho mục sư rằng người chồng thường đánh bà tàn nhẫn. Khi mục sư Whistlesworth cầu nguyện cho bà, thì Đức Thánh Linh giáng trên bà một cách mạnh mẽ. Ông nói với người phụ nữ, bà có thường kinh nghiệm quyền năng Đức Thánh Linh như thế này không? Người phụ nữ trả lời, vâng, mỗi khi tôi cầu nguyện. Vì mục sư nói với bà, nếu người chồng của bà bị quỷ, nghiện rượu, ám, khiến đi uống rượu, về và lăn ra ngủ, thì bà hãy quỳ gối cầu nguyện cho tới khi Đức Thánh Linh giáng trên bà. Rồi bà hãy đặt tay trên người chồng của mình và nhân danh Chúa Giê-xu cầu nguyện cho người chồng được giải cứu. Ngày hôm sau, người phụ nữ trở lại, thuộc cho ông mục sư. Khi bà cầu nguyện cho chồng thì quyền năng của Chúa đã hất chồng văng khỏi giường và người chồng đã được giải cứu. Chúng ta cần phải củng cố sự thống trị của Đức Chúa Trời. Khi hội thánh được thiết lập tại một địa phương nào đó, chúng ta cần cầu nguyện. Trái đất
và những vật ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền phép để thắng hơn mọi kẻ thù. Chúng ta cần phải nhận lấy quyền phép đó. Chúng ta cần phải tin ở quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thắng hơn bội phần trong danh của Chúa Giê-xu Christ.